Vâng, hello. Rất vui lại gặp lại các bác anh em ở một cái video ngắn hôm nay. Thì hôm nay bên em Thảo săn bẫy giá rẻ sẽ gửi tới các bác anh em cái mẫu thép xoắn và cái mẫu thép dẹt cỡ lớn dành cho các bác anh em đi đánh con thú từ 20kg đổ lại. Hôm nay thì em sẽ đăng tải cái video về cái dòng cạm 22 thép xoắn mà đang được các bác các anh em đi rừng đánh con lợn rừng độ 20-30kg đấy. Thì với cái cạm này thì giá của nó rất chi là rẻ nhá, chỉ có mấy chục ngàn thôi. Các bác anh em đã có thể sắm được cái dòng cạm này về để đi đánh. Thì cái này thì nhà em chuyên làm bàn đĩa đấy, để phục vụ các anh em trọn vẹn đi bẫy luôn. Đầu tiên là cái mẫu kẹp 22 nhá, mẫu kẹp 22 thép xoắn. Cái này cái độ dày của nó rất chi là dày. Đây là thép xoắn này, cái thép xoắn 22 cỡ lớn nhá. Cái này các bác anh em có thể đi đánh con thú từ 20kg đổ lại. Chút sau em sẽ giới thiệu về cái đấy, kẹp 22. Cái này thì khi đi rừng đánh nhá, những cái kẹp kia thì thường là các bác anh em là dẫm chân ở trên này cho cái cạm nó xuống này. Nhưng mà cái kẹp này to có khéo là phải lên đòn bẩy nhá, chứ cái này không thể dẫm được. Đấy, cái này không thể dẫm được, chỉ cần dẫm cái tay là xuống này. Nhưng cái này chắc là dùng bằng đòn sắt. Đấy. Thì với cái mẫu cạm 22 này thì nhà em còn có những cái dòng cạm to hơn, đó là 25, 27, 33. Nhưng mà với cái này thì sẽ phổ thông là các bác anh em đánh được con 20 cân đủ lại nhá. Kẹp thép xoắn. Đấy. Cũng rất dễ sử dụng thôi. Mỗi một cái kẹp thì sẽ đi theo một cái lẫy như này. Để về các bác anh em nhà mình làm cái bàn đĩa chốt gài. Đấy, làm cái bàn đĩa của nó nhá. Đây là cái mẫu kẹp 22cm nhá. Các bác anh em sẽ đo cái chiều ngang này. Đánh con thú to thì phải dùng cái kẹp to thì nó mới hiệu quả được. Đấy, đánh con thú to mà đánh con kẹp bé thì nó sẽ sỏng mất rất chi là phí. Đây là mẫu kẹp 22cm nhá. Đấy, em sẽ báo giá luôn để các bác anh em mình được biết. Và cái mẫu kẹp tiếp theo là mẫu kẹp 20cm. Thực tế ra nó là 19cm nhá. Mẫu kẹp này thì các bác anh em chọn thế nào để được một cái kẹp bền mà tốt. Thì đây là một cái dòng kẹp dày nhất, có độ dày cố định để giúp các bác anh em đánh từ con 10kg đổ lại. Thì đây là mẫu kẹp 22. Riêng cái mẫu kẹp 22 là em chia sẻ với các bác anh em về cái bàn. Đấy. Riêng bàn của kẹp 22 thì sẽ được chốt đinh hết như thế này, để cho nó chắc, nó không lay lắt bên này bên kia ấy. Thì em đã chốt đinh cái bàn kẹp 20 rất chi là chắc chắn. Nếu như các bác anh em mà yêu cầu làm bàn, thì với cái dòng kẹp kiềng này, các bác anh em ở trên cả nước mà đang cần, hãy liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại của nhà em thì sẽ là số 0865 692 498. Và số điện thoại nữa là số 0943 609 983. Đây là dòng kẹp 19cm nhá. Độ dày nhất định này. Cái này rất nhiều các bác anh em dùng, vừa đánh trồn, vừa đánh con thú độ 10kg đổ lại, thì các bác anh em dùng cái mẫu này. Hiệu quả, giá rẻ, giá rất chi là rẻ ở bên đại lý em. Đây là kẹp 19cm nha các bác anh em nhé. Các bác anh em nhớ vào 19cm. Riêng cái 19cm này thì các bác anh em có thể lên được bằng chân, dẫm được bằng chân lên được nhé. Đấy, các bác anh em hãy dẫm như này, dẫm bằng chân nhé, dẫm bằng chân, bừa ra. Cái này bừa ra nhé. Đấy, dẫm như vậy nhé. Đây là kẹp 19cm này. Các bác anh em nhớ chọn cái mẫu này cho nó dày dặn và nó đẹp nhá. Có viền này, rất chỉ là dày. Đấy. Thì ở cái mẫu kẹp kiềng to và mẫu kẹp kiềng này thì bên cơ sở em Thảo đã nhận gửi và ship trên toàn quốc. Cái mẫu này nhá, giá có 60 ngàn một chiếc thôi. 60 ngàn một chiếc thép xoắn này nhá các bác anh em nhá. 60 ngàn đồng. Còn cái chiếc này thì cả bàn mới có 30 nghìn thôi. Một chiếc. Đấy. Và cái này thì các bác anh em phải mất tiền phí ship đấy nhá. Khi mua nhiều thì em sẽ miễn phí ship. Đấy, bàn rất chi là đẹp. Bàn này bằng tôn hoa, tôn dày. Chốt đinh rất cẩn thận. Về các bác anh em có thể ngụy trang sơn, màu sơn gì lên bên trên cũng được, để cho nó ngụy trang tốt. Thì bên nhà em là bên đại lý về tất cả những dòng cạm kiềng đây. Quay cạm kiềng một chút cho các bác anh em nhìn này. Số lượng rất chi là nhiều để phục vụ các bác anh em nhà mình.
Thì qua cái video ngắn này thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé, để đặt những cái dòng cảm kiềng này. Số điện thoại thì em đã để rồi. Đấy, số điện thoại em đã để nhé. Và các bác anh em quan tâm đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái dòng cảm kiềng của bên cơ sở em nhé, qua những video ngắn. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác anh em ở một cái video sau.